Những nội dung đáng xem nhất trên YouTube trong dịp Tết. Tết Nguyên đán là dịp để các gia đình thêm gắn kết qua nhiều hoạt động như nấu bánh chưng, xem pháo bông đón giao thừa, hoặc cùng quây quần trước màn hình TV và xem các nội dung giải trí trên YouTube. Những nội dung đáng mong đợi trong dịp Tết Nguyên đán 2023 trên YouTube. Sóng truyền hình trong những ngày Tết tại Việt Nam truyền phát đa dạng các thể loại chương trình Tết khác nhau, từ ca nhạc đến phim Tết, các chương trình tạp kỹ hoặc game show. Điều này cho thấy nhu cầu tiêu thụ nội dung giải trí của người Việt rất đáng kể và đặc sắc. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây với sự xuất hiện của YouTube trên thuyền viên, người Việt lại có thêm một lựa chọn mới bổ sung vào danh sách nội dung xem ngày Tết. Theo khảo sát Y Video, ASOS 2022, 96% người xem tại Việt Nam bao gồm thế hệ Z, Gen Z, cho biết YouTube sẽ có nội dung họ yêu thích. Đáng chú ý, những nội dung vào các dịp Tết trên YouTube cũng được nhiều người xem đón nhận. Điển hình trong năm 2022, 4 nội dung phim Tết của Trấn Thành, Hẻm Cụt, Quỳnh Lập, Cậu Út Cậu Con Cúc, Thỏ Bảy Màu, Cái Tết của Ông Năm và Pháp TV, Tỷ Phú Dạy Con, phim hài Tết 2022 đã xuất sắc lọt vào danh sách các video nổi bật trên YouTube năm 2022. Tiếp nối thành công của mùa Tết trước, Quỳnh Lập sẽ tiếp tục ra mắt phần 2 của phim Cậu Út Cậu Con Cúc trên kênh YouTube Quỳnh Lập Official vào dịp Tết này. Ngoài ra, khán giả còn có thể thưởng thức thêm các phim hài Tết đặc sắc khác đến từ nhà sáng tạo Bắt Buộc, Trần với series Chị Em Song Sinh và Thu Trang với web drama của Tết Nè. Người Việt cũng thể hiện sự quan tâm đáng kể đến những chương trình âm nhạc Tết. Cụ thể, video Sóng 22, chương trình giải trí đêm giao thừa 2022 hội tụ hơn 100 nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam Tết 2020, hay đạt được hơn 8 triệu lượt xem và lọt vào danh sách top 10 video nổi bật trên YouTube 2022. Năm nay, các ca sĩ và những nhà sáng tạo trên YouTube như Hậu Hoàng, Cường Ly, Hồ Quang Hiếu sẽ mang đến cho khán giả Việt những giai điệu xuân đầy vui nhộn và tràn trề sức sống. Ngoài những nội dung phim hài Tết và ca nhạc mừng xuân, khán giả Việt cũng có thể tìm kiếm và theo dõi những vlog thường nhật quay lại cảnh chuẩn bị Tết của các MC, diễn viên và nhà sáng tạo nổi bật như Trấn Thành, Khánh Vy, Mạc Văn Khoa, Ninh Dương Lan Ngọc. Phải bù Nguyễn trên kênh YouTube cá nhân của họ để lắng nghe những chia sẻ chân chất và gần gũi nhất từ những người nổi tiếng. Bên cạnh đó, người xem có thể tham khảo thêm cách nấu các món ăn truyền thống ngày Tết trên YouTube qua các kênh hương vị quê hương, Dinology hoặc những nội dung thưởng thức, review các món ăn hấp dẫn dịp Tết từ kênh Hôm Nay Ăn Gì và Bếp Trưởng Review.